về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào các con, cô rất vui khi lại được gặp chúng mình trong bài học ngày hôm nay. Ở trong các buổi học trước thì chúng ta đã ôn tập về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, phân số rồi đúng không? Vậy thì trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi ôn tập tổng hợp các phép tính đó. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào bài tập đầu tiên, bài tập số 1 là tính bằng hai cách. Ở đây chúng ta quan sát là có tất cả là 4 câu A, B, C và D. Mỗi câu gồm phép tính là cộng, trừ, nhân, chia. Rồi, vậy thì ở đây này, đầu tiên là câu A nhé. Câu A thì ở đây là người ta yêu cầu là tính bằng hai cách. Câu A này, cách 1 này. Cách 1 thì đầu tiên mình viết lại đề bài xong rồi mình sẽ làm nhé. Là 6 phần 11 này cộng với 5 phần 11 đóng mở ngoặc nhân với 3 phần 7. Rồi, vậy thì ở đây này, chúng ta quan sát nè, là chúng ta đầu tiên cách 1 ý, thì chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự thực hiện phép tính. Có nghĩa ở đây này, chúng ta sẽ thực hiện là trong ngoặc trước và ngoài ngoặc sau. Rồi, vậy thì ở đây này, đây là trong ngoặc thì là phép cộng hai phân số có cùng mẫu số, thì ta giữ nguyên mẫu số và cộng hai tử số với nhau. Rồi, và ngoài ngoặc thì chúng ta sẽ viết lại này. Đến đây, chúng ta quan sát này, 6 phần 16 cộng với 5 chính là bằng 11 và mẫu số là 11 ta viết lại này. Và đến đây thì 3 phần 7 chúng ta cũng viết lại. Rồi, đến đây thì 11 phần 11 chính là bằng 1 và chúng ta sẽ nhân với 3 phần 7. Và 1 nhân với 3 phần 7 thì chính là bằng 3 phần 7 luôn. Được chưa nào? Rồi nhá. Tiếp theo là cách 2. Cách 2 thì chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ? Cách 2 của chúng ta thì chúng ta quan sát nhá. Ở đây chúng ta đã học một cái tính chất rồi. Ở đây tính chất là nhân một số với một tổng ấy. Chúng ta đã học ở chương trước rồi là A mà nhân với B cộng C thì chúng ta sẽ tách ra được là bằng A nhân với B cộng với A nhân với C đúng không? Rồi, vậy thì ở đây bây giờ viết ngược lại này, bây giờ thì giao hoán cái phần này thôi. Có nghĩa ở đây là ở đây cô muốn tính là A cộng B mà tất cả nhân với C. Vậy thì ở đây mình sẽ tách ra như thế nào nhỉ? Đây là nhân một số với một tổng, còn đây là nhân một tổng với một số, nó cũng tương tự như thế thôi. Chúng ta sẽ lấy là A nhân với C mà cộng với B nhân với C đúng không nào? Rồi, vậy thì ở đây của chúng ta sẽ tách tương tự như thế. Đây, phân số 6 phần 11 này cộng 5 phần 11 tất cả nhân với 3 phần 7. Vậy thì ở đây của chúng ta sẽ lấy là 6 phần 11 nhân với 3 phần 7 rồi cộng với 5 phần 11 nhân với 3 phần 7. Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự thực hiện phép tính. Có nghĩa là ở đây là gì? Chúng ta sẽ thực hiện đồng thời hai phép chia này. À, hai phép, cô xin lỗi nhé. Chúng ta sẽ thực hiện đồng thời hai phép nhân này, xong rồi là cộng hai kết quả đó với nhau. Rồi, vậy thì ở đây này là 6 nhân với 3 phần 11 nhân với 7 nhân hai phân số thì ta sẽ lấy tử số nhân với tử số và mẫu số nhân với mẫu số đúng không nào? Rồi, vậy thì ở đây tương tự như thế, phép tính thứ hai chính là 5 nhân với 3 phần 11 mà nhân với 7. Rồi, đến đây thì chúng ta chỉ việc là thực hiện phép tính ở đây là 6 nhân với 3 chính là 18 này. 11 nhân với 7 chính là bằng 77. Cộng với 5 nhân với 3 là bằng 15. Và 11 nhân với 7 thì bằng 77. Rồi, đến đây là phép cộng hai phân số cùng mẫu số thì ta sẽ giữ nguyên mẫu số và cộng hai tử số với nhau. Vậy thì ở đây này, 18 mà cộng với 15 chính là bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 33 đúng không?
Rồi, phân số 33 này thì các con quan sát là nó chưa tối giản đúng không? Ta có thể chia được cả tử số và mẫu số cho 11. Vậy thì ở đây này, 33 mà chia cho 11 thì bằng 3, và 77 chia cho 11 chính là bằng 7. Vậy là phân số cuối cùng của chúng ta là 3/7. Sau khi thực hiện xong thì chúng ta sẽ so sánh câu A và câu B đều có kết quả bằng nhau và đều bằng 3/7. Các con lưu ý là đối với bài tính bằng hai cách ấy, thì khi thực hiện là chúng ta so sánh hai kết quả với nhau nhé, hai kết quả cách 1 và cách 2 xem thử là có bằng nhau hay không nhé. Rồi, tiếp theo là câu B. Câu B của chúng ta là 3/5 nhân với 7/9 trừ 3/5 nhân với 2/9. Cách 1 này, 3/5 nhân với 7/9 trừ đi 3/5 nhân với 2/9. Rồi, cách 1 thì chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự thực hiện phép tính. Ở đây là gì? Chúng ta sẽ nhớ lại công thức một tí này. Bây giờ đây nhá, đây là phép tính có chứa dấu trừ này. Vậy thì chúng ta cùng ôn lại là nhân một số với một hiệu là A nhân với B trừ C. Vậy thì chúng ta sẽ tách tương tự là A nhân với B trừ đi A nhân với C. Tương tự như đây, đây là nhân một số với một tổng, còn ở đây là nhân một số với một hiệu. Rồi, vậy thì ở đây này, trong phép tính này thì sẽ là ngược lại của phép tách này. Có nghĩa là từ đây chúng ta sẽ suy ra đây, được chưa? Rồi, vậy thì ở đây chúng ta sẽ đưa 3/5 ra ngoài. 3/5 là chung thì chúng ta sẽ đưa ra ngoài là 3/5. Trong ngoặc sẽ là còn 7/9 trừ đi 2/9. Rồi, đến đây chúng ta thực hiện được dễ dàng đúng không nào? Vậy thì đến đây thì chúng ta sẽ thực hiện là trong ngoặc thì chúng ta sẽ tính là bằng, chúng ta sẽ lấy là 7, giữ nguyên mẫu số này và trừ hai tử số cho nhau. Vậy thì ở đây là 7 mà trừ đi 2 là bằng 5 đúng không nào? Rồi, đến đây thì là phép nhân hai phân số. Vậy thì chúng ta sẽ nhân tử số với tử số và mẫu số với mẫu số. Và ở đây chúng ta quan sát này, ở dưới mẫu là có 5, trên tử cũng có 5. Ở đây 9 này, ở đây có 3 thì chúng ta sẽ tách như thế nào nào? Ở đây chúng ta sẽ tách là 9 là bằng 3 nhân với 3 đúng không? Để có thể giải nước được cả tử và mẫu cho nhau. Rồi, vậy thì ở đây này, 3 này rút gọn, 5 này rút gọn. Vậy thì kết quả cuối cùng của chúng ta là có 1/3. Rồi, cách 1 là chúng ta áp dụng tính chất là nhân một số với một hiệu. Và cách 2 thì chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự thực hiện phép tính là nhân 2, thực hiện phép 2 phép tính nhân, xong rồi trừ hai kết quả với nhau. Cách 2 này là 3/5 nhân với 7/9 trừ đi 3/5 nhân với 2/9. Chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự thực hiện phép tính là ở đây này, là 3 nhân với 7 này phần 5 nhân với 7. Rồi, và ở đây của chúng ta thì 3 nhân với 2, cô xin lỗi, đây là phần 9 này, đây là 5 nhân với 9. Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đến đây là 3 nhân với 7 thì bằng 21, và 5 nhân với 9 thì bằng 45. Rồi, đến đây phép tính thứ hai này thì chúng ta sẽ lấy là 3 nhân với 2 thì bằng 6, và 5 nhân với 9 thì bằng 45. Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ thực hiện phép trừ hai phân số cùng mẫu số. Ta sẽ giữ nguyên mẫu số là 45 và trừ hai tử số cho nhau. Hai tử số này trừ cho nhau thì chúng ta sẽ lấy là 21 mà trừ đi 6 đúng không? Thì sẽ là bằng 15. Đến đây thì chúng ta quan sát là 45 chia hết cho 15, đúng chưa? Vậy thì ta rút gọn là ta chia cả tử và mẫu của phân số này cho 15. 15 chia cho 15 thì bằng 1, và 45 chia cho 15 thì bằng 3. Rồi, đến đây thì ta được kết quả cuối cùng là bằng 1/3, được chưa nào? Đây, chúng ta so sánh hai cách là cách 1 và cách 2 đều ra được kết quả là 1/3, được chưa nào? Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào câu C.
Câu C ở đây chúng ta sẽ thực hiện cách 1. Cách 1 của chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự thực hiện phép tính, có nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện trong ngoặc trước và ngoài ngoặc sau. 6 phần 7 trừ đi 4 phần 7 đối đóng mở ngoặc chia cho 2 phần 5. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ ở trong ngoặc này chúng ta quan sát đây là phép trừ 2 phân số cùng mẫu số. Ta sẽ giữ nguyên mẫu số và trừ 2 tử số cho nhau. Ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ giữ nguyên 7 này và chúng ta sẽ lấy là 6 trừ đi 4. Thấy chưa? Và ở đây là phép chia thì chia cho 2 phần 5. Rồi, đến đây thì 6 trừ đi 4 thì bằng 2 đúng không? Vậy thì phân số thứ nhất sẽ là bằng 2 phần 7. Mà đến đây thì chia 2 phân số, ta sẽ lấy phân số thứ nhất là phân số 2 phần 7 này. Đây chính là 2 phần 7 nhân với phân số thứ 2 đảo ngược. Mà phân số thứ 2 đảo ngược của ở đây 2 phần 5 đảo ngược là 5 phần 2 đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta viết luôn là 2 phần 7 mà nhân với 5 phần 2. Rồi, đây là phép nhân 2 phân số. Vậy thì ta sẽ nhân 2 tử số với nhau và nhân 2 mẫu số với nhau. Rồi, đến đây thì ta quan sát là ở trên tử và dưới mẫu thì đều có số 2 là ta rút gọn được cho nhau nhé. Vậy thì kết quả cuối cùng của chúng ta là 5 phần 7. Tiếp theo là cách 2. Cách 2 của chúng ta là chúng ta sẽ thực hiện gì nhỉ? Ở đây chúng ta sẽ làm tương tự như câu đầu này. Bây giờ đây là đây là phép trừ và đây là phép chia thì chúng ta sẽ ghi tổng quát là A mà trừ B rồi chia cho C. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ tính là chúng ta sẽ lấy là A chia cho C trừ đi B chia cho C nhá. Được chưa? Rồi, vậy thì ở đây chúng ta sẽ tách theo công thức này. Đây là cô viết lại đề nhá, 6 phần 7 trừ 4 phần 7 mà chia cho 2 phần 5. Vậy thì chúng ta sẽ tách theo công thức mà cô vừa viết ra là 6 phần 7 mà chia cho 2 phần 5 rồi trừ đi 4 phần 7 chia cho 2 phần 5. Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ thực hiện là đồng thời hai phép chia này. Rồi sau đó lấy hai kết quả của hai phép chia này trừ cho nhau. Vậy thì đầu tiên này, chúng ta thực hiện đồng thời luôn nhé, thực hiện đồng thời luôn cho nhanh. Thì 6 phần 7 chia cho 2 phần 5 có nghĩa là chúng ta sẽ nhân nghịch đảo, nhân với phân số thứ hai đảo ngược này. Vậy thì đây là 6 phần 7 mà nhân với 5 phần 2 đúng không nào? Rồi, tương tự như phép chia thứ hai thì chúng ta cũng lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược chính là 4 phần 7 mà nhân với 5 phần 2. Rồi, vậy thì đến đây này, chúng ta nhìn thấy là ở hai bên này là hai phép nhân, ở giữa là phép trừ. Chúng ta sẽ thực hiện đồng thời hai phép nhân này xong rồi trừ hai kết quả cho nhau nhé. Ở đây này là chúng ta quan sát là ở đây là 6 nhân với 5 chính là bằng 30. Và 7 nhân với 4 chính là 7 nhân với 2 chính là bằng 14, thấy chưa? Và ở đây phép tính nhân ở bên cạnh này thì chúng ta sẽ lấy là 4 nhân với 5 chính là bằng 20 và 7 nhân với 2 là 14. Rồi, đến đây là phép trừ 2 phân số cùng mẫu số thì ta sẽ giữ nguyên mẫu số và trừ 2 tử số cho nhau. Vậy thì ở đây là chúng ta sẽ trừ 2 tử số cho nhau chính là 30 trừ 20 chính là bằng 10 đúng không? Rồi, đến đây phân số 10 phần 14 này chưa tối giản nên ta sẽ rút gọn bằng cách là chia cả tử và mẫu số này cho 2 đúng không? 10 chia cho 2 thì bằng 5 và 14 chia cho 2 thì bằng 7. Rồi, sau khi thực hiện xong cách 2 thì chúng ta sẽ so sánh kết quả ở hai cách là đều bằng 5 phần 7 rồi đúng không? Rồi, tiếp theo là câu D. Câu D chúng ta sẽ ghi cách 1 này. Cách 1 này, câu D là 8 phần 15 chia cho 2 phần 11. Rồi cộng với 7 phần 15 chia cho 2 phần 11. Rồi, câu này thì chúng ta cách 1 thì chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự thực hiện phép tính, có nghĩa là thực hiện đồng thời hai phép chia. Sau đó cộng hai kết quả này với nhau, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ lấy là
8 phần 15 này. Phép chia này thì chúng ta sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Mà đảo ngược của phân số 2 phần 11 này chính là 11 phần 2. Rồi, và tiếp theo phân số 7 phần 15 chúng ta sẽ nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Có nghĩa ở đây là 11 phần 2, được chưa nào? Và đến đây chúng ta quan sát này. Chúng ta sẽ thực hiện đồng thời hai phép nhân này, xong rồi cộng hai kết quả với nhau. Đây nhá, là 8 nhân, đây là chúng ta sẽ lấy mẫu số nhân với mẫu số rồi chia cho tử số nhân với tử số. À cô xin lỗi nhá, chúng ta sẽ lấy là hai tử số nhân với nhau phần hai mẫu số nhân với nhau. Thì ở đây là 8 nhân với 11 chính là bằng 88 và 15 nhân với 2 chính là bằng 30. Rồi, phân số thứ hai chúng ta sẽ nhân nhá. 7 nhân với 11 chính là bằng 77 và 15 nhân với 2 chính là bằng 30. Rồi đến đây là phép cộng hai phân số có cùng mẫu số, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ thực hiện là giữ nguyên mẫu số và cộng hai tử số với nhau. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tính bằng cách nào nhỉ? Ở đây là chúng ta sẽ giữ nguyên 30, xong rồi chúng ta sẽ cộng là 88 mà cộng với 77, đúng không? 88 cộng với 77 thì bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 165, đúng không nào? Vậy thì kết quả của chúng ta ở đây chính là bằng này, giữ nguyên mẫu số này và cộng hai tử số với nhau. Được chưa? Rồi, vậy thì phân số 165 này là phân số chưa tối giản nên ta có thể rút gọn được. Ta rút gọn bằng cách là chia cả tử số và mẫu số cho bao nhiêu nhỉ? Chia cả tử số và mẫu số cho 15, đúng không? Vậy thì 30 chia cho 15 thì bằng 2 rồi. Còn ở đây là 165 mà chia cho 15 thì chúng ta sẽ đặt tính ra ngoài nháp nhé. Đây, 165 mà chia cho 15. 165 mà chia cho 15 này, chúng ta sẽ thực hiện là lấy 16 mà chia cho 15 thì bằng 1 này. 1 nhân với 15 thì bằng 15 và 16 trừ 15 thì bằng 1 này, hạ 5 này. 15 chia cho 15 thì bằng 1 này. 1 nhân với 15 thì bằng 15 và 15 trừ 15 thì bằng 0. Rồi, kết quả cuối cùng của chúng ta của phép chia ở đấy chính là 11 và phân số ta thu được là 11/2. Rồi, cách thứ hai thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào nhỉ? Ở đây là chúng ta sẽ thực hiện là ở đây này, chúng ta sẽ ghi tổng quát công thức này nhá. Có nghĩa ở đây này là a mà cộng với b chia cho c. Rồi, vậy thì công thức này chúng ta sẽ tách ra là bằng a chia c cộng với b chia cho c, thấy chưa nào? Tương tự như ở đây nhá. Vậy thì ở đây này, chúng ta quan sát là ở câu d này sẽ là ngược lại, có nghĩa là từ đây chúng ta sẽ suy ra đây, được chưa nào? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ suy ra như thế nào nhỉ? Đây, chúng ta sẽ lấy là 8 phần 15 cộng với 7 phần 15 rồi đóng mở ngoặc chia cho 2 phần 11. Đầu tiên là chúng ta sẽ viết lại đề này. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện là 8 phần 10. Cô xin lỗi, ở đây cô viết nhầm rồi. 8 phần 15 mà cộng với 7 phần 15 rồi chia cho 2 phần 11. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước và ngoài ngoặc sau. Vậy thì trong ngoặc là phép cộng hai phân số cùng mẫu số thì ta giữ nguyên mẫu số là 15 và cộng hai tử số với nhau, 8 cộng với 7 là 15. Rồi, phân số đối chúng ta sẽ chia cho 2 phần 11. Đến đây chúng ta quan sát này. 15 phần 15 chính là bằng 1, đúng không? Và ta sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược, có nghĩa là đảo ngược của phân số 2 phần 11 chính là bằng 11/2, đúng không? Chúng ta sẽ ghi luôn là 11/2. Và đến đây, 1 nhân với 11/2 chính là bằng 11/2. Rồi, đến đây chúng ta so sánh kết quả ở
cách 1 và cách 2 đều bằng 11/2 đúng không? Rồi. Đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 1. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập thứ 2. Nội dung của bài tập số 2 là tính câu. Ở đây có tất cả là 4 câu. Và chúng ta quan sát là câu A và câu C đều là phân số. Có tử số và mẫu số đều là tích của các số. Còn câu B và câu D là phép nhân và phép chia của các phân số. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên là câu A nhé. Câu A thì chúng ta sẽ viết lại đề đã nè. Là 2 nhân với 3 nhân 4 chúng ta sẽ gạch ngang nè. Này. Ở trên tử là 2 nhân 3 nhân với 4 và ở dưới mẫu là 3 nhân với 4 nhân với 5. Rồi, bây giờ đây này chúng ta quan sát nhá. Ở đây là có 3 và 3 này có thể rút gọn được cho nhau. 4 và 4 này rút gọn được cho nhau. Vậy thì trên tử số chỉ còn là số 2 và ở dưới mẫu chỉ còn số 5 thôi đúng không? Vậy thì kết quả ở đây chính là bằng phân số 2/5 luôn. Đơn giản thôi phải không nào? Rồi, tiếp theo là câu B. Câu B của chúng ta là gồm có phép tính nhân và phép tính chia là 2/3 nhân 3/4 nhân với 4/5 và chia cho 1/5. Rồi, vậy thì ở đây này, cách làm của câu B chúng ta sẽ đưa về tích của các phân số, xong rồi là chúng ta sẽ lấy các tử số nhân với nhau và các mẫu số nhân với nhau để đưa được về dạng tương tự như câu A này để chúng ta có thể rút gọn được dễ dàng. Vậy thì trước khi đưa về tích các phân số thì ở đây chúng ta sẽ lấy nhân với phân số này đảo ngược, mà phân số 1/5 đảo ngược lên thì chính là bằng 5/1 đúng không nào? Đây 2/3 này nhân với 3/4 nhân với 4/5. Phân số đảo ngược của 1/5 chính là 5/1. Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ lấy các tử số này nhân với nhau rồi phần các mẫu số này nhân với nhau. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ là bằng này 2 nhân 3 nhân với 4 này nhân với 5. Đây chúng ta sẽ phần này 3 nhân với 4 nhân với 5 và nhân với 1 đúng không? Rồi, đến đây thì chúng ta có thể rút gọn được cho nhau là ở đây có 3 này, đây có 3 này, đây có 4, đây có 4, đây có 5, đây có 5 đúng không nào? Vậy thì ở trên tử là còn 2 và ở dưới mẫu thì sẽ là còn bao nhiêu nhỉ? Còn 1 đúng không? Vậy thì ở đây là sẽ rút gọn là 2/1 mà 2/1 chính là bằng 2 luôn. Rồi, thực hiện được dễ dàng thôi phải không nào? Và tiếp theo là câu C. Câu C thì chúng ta quan sát này. Câu C thì ở tử số và mẫu số đều là tích của các số. Vậy thì ở đây là 1 nhân 2 nhân 3 nhân với 4. 1 nhân với 2 này nhân với 3 này nhân với 4 này. Phần ở đây là 5 nhân với 6 nhân 7 nhân với 8. 5 nhân 6 nhân 7 nhân với 8 này. Vậy thì ở đây này, chúng ta quan sát nhá. Ở đây là số 2 này, ở dưới này số 6 này, đây số 3 ở dưới này có số 6 này. Có nghĩa là ở đây dưới này chúng ta sẽ tách ra để có thể được rút gọn cả tử và mẫu cho nhau, được chưa? Vậy thì ở số 6 ở dưới mẫu số này chúng ta sẽ tách ra là thành 2 nhân 3 để có thể rút gọn được 2 nhân 3 trên tử đúng không? Tiếp theo là số 8 ở đây và ở đây có số 4. Vậy thì ở đây 8 chúng ta sẽ tách ra là bằng 4 nhân với 2 đúng không? Rồi, vậy thì trên tử này chúng ta sẽ viết lại là 1 nhân với 2 này nhân với 3 nhân với 4. Ở dưới mẫu này thì chúng ta sẽ tách ra, được chưa? Chúng ta sẽ tách ra như sau. Đây, số 5 này thì chúng ta sẽ viết lại thôi. Số 6 này như lúc nãy cô vừa mới bảo là 6 này tách ra là 2 nhân với 3. 7 này chúng ta viết lại. Số 8 này chúng ta tách ra là 4 nhân với 2. Rồi, vậy thì đến đây này chúng ta quan sát là những số nào có thể rút gọn được cho nhau nhỉ?
một này thì hết rồi đúng không? Một này thì nhân với một cũng bằng chín số đó. 2 với 2 này rút gọn được cho nhau này. 3 và 3 rút gọn được cho nhau và 4 với 4 này rút gọn được cho nhau đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ quan sát xem thử là kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ là bằng bao nhiêu nhỉ? Ở đây là rút gọn được cho nhau thì vậy thì ở đây là trên tử số sẽ là còn là 1 và ở dưới mẫu số này của chúng ta sẽ là bằng bao nhiêu? 5, 5 và ở đây là 7 đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ còn là 5 này nhân với 7 nhân với bao nhiêu nữa nhỉ? Nhân với 2 đúng không? Đây, những cái số mà còn lại chưa được giải nước ấy. Rồi, vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính ở dưới mẫu này, còn trên tử số thì bằng 1 rồi. 5 nhân với 7 chính là bằng 35, mà 35 nhân với 2 chính là bằng 70. Vậy thì kết quả cuối cùng của câu C là 1/70. Và câu D ở đây bao gồm là phép tính nhân và phép chia các phân số. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ viết lại đề rồi làm nhé. 2/5 này, 2/5 nhân 3/4 nhân 5/6 rồi chia cho 3/4. Vậy thì việc đầu tiên của chúng ta tương tự như câu C, đó chính là gì? Là đưa về tích của các số, xong rồi là biến đổi về dạng như thế này, một phân số ta có thể rút gọn được cả tử và mẫu số cho nhau. Vậy thì đưa về tích thì chúng ta đầu tiên là những phân số đầu tiên chúng ta sẽ viết lại này. Rồi còn phân số 3/4 đảo ngược thì sẽ là bằng 4/3, được chưa? Rồi đến đây thì làm tương tự như câu C nhá. Có nghĩa là làm tương tự như câu B. Có nghĩa là ở đây mình sẽ nhân các tử số với nhau và nhân các mẫu số với nhau. Rồi vậy thì ở đây chúng ta sẽ lấy là 2 nhân 3 nhân với 5 nhân với 4. Ở dưới mẫu của chúng ta sẽ là tích của các số. (5 × 4 × 6 × 3). Rồi, đến đây chúng ta quan sát này. Ở đây thì chúng ta thấy là đây có 2 này, là đây có 3 và đây có 6 đúng không nào? 6 này, vậy thì 6 này chúng ta sẽ tách ra là thành 2 × 3 đúng không? Và ở đây thì chúng ta sẽ rút gọn được 5/5 với nhau này, 4/4 với nhau đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ rút gọn trước rồi tách sau cho nó dễ nhá, dễ nhìn. Ở đây là 2/3 này rút gọn được cho nhau này. Ở đây tóm lại là chúng ta sẽ rút gọn được 3 này, 5 này và 4 này, chỉ còn là 2 và 6 thôi. Chúng ta sẽ viết gọn như này cho dễ nhìn nhá. Được chưa? Vậy thì phân số 1/6 này rút gọn là chia cả tử số và mẫu số cho 2. Thì 2 chia cho 2 bằng 1 và 6 chia cho 2 bằng 3. Ở bước này nhá, ở bước này các con có thể tách luôn cũng được. Có thể tách luôn là ở đây chúng ta sẽ trên tử này chúng ta sẽ viết lại và ở dưới mẫu này chúng ta chỉ tách số 6 này thành 2 × 3. Thì sau đó rút gọn thì kết quả cuối cùng của chúng ta cũng bằng 1/3. Được chưa nào? Rồi đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài tập thứ 3. Một bài tập có lời giải. Một tấm vải dài 20m đã may hết 4/5 tấm vải đó. Số vải còn lại người ta đem may các túi, mỗi túi hết 2/3m. Hỏi may được tất cả bao nhiêu cái túi như vậy? Vậy thì ở đây này, đầu tiên là có một cái tấm vải dài 20m thì người ta dùng để may quần áo và may túi, được chưa? Và ở đây này, số vải để may quần áo ở đây chính là 4/5 tấm vải. Vậy thì chúng ta dễ dàng tìm được số vải để may quần áo là chúng ta sẽ lấy 20 mà nhân với 4/5 đúng không? Rồi, sau khi mà may quần áo xong thì còn bao nhiêu vải thì người ta sẽ may túi. Vậy thì chúng ta sẽ tìm được số vải còn lại đúng không? Số vải còn lại thì chúng ta sẽ lấy là số vải ban đầu mà trừ đi số vải đã may quần áo. Rồi, sau khi tìm được số vải còn lại đấy chính là số vải dùng để may túi. Vậy thì ở đây đề bài hỏi là có thể may được tất cả bao nhiêu túi? Chúng ta sẽ lấy là
Chúng ta sẽ lấy là số vải dùng để may túi mà chia cho số vải của một túi, được chưa? Rồi, vậy thì bài này chúng ta sẽ trình bày như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm số vải dùng để may quần áo. Là rồi, số vải dùng để may quần áo thì chúng ta sẽ lấy là toàn bộ tấm vải ban đầu chia cho nhân với 4/5. Rồi, vậy thì ở đây phép tính này chúng ta sẽ thực hiện như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ lấy là hai tử số nhân với, chúng ta sẽ lấy số đó nhân với tử số rồi chia cho mẫu số này, là 20 mà nhân với 4 chia cho 1/5 luôn. Vậy thì ở đây này, 20 chúng ta sẽ tách ra là bằng 5 nhân với 4, đúng không? Và ở dưới mẫu chính là bằng 4 này. Vậy thì ở đây là 5 này, hai số 5 này rút gọn được cho nhau, còn 4 nhân 4 thì bằng 16. Vậy thì kết quả của chúng ta ở đây chính là bằng 16. Đơn vị là mét nhá. Rồi, tiếp theo, sau khi may quần áo xong thì số vải còn lại là, số vải còn lại là chúng ta sẽ lấy là toàn bộ số vải ban đầu trừ đi số vải đã may quần áo. 20 trừ 6 thì bằng 4, đơn vị là mét. Số vải còn lại này là cũng chính là số vải dùng để may túi luôn. Mà số vải dùng để may túi là 4 mét. Mà mỗi túi là, may mỗi cái túi là hết 2/3 mét. Vậy thì số túi may được là, chúng ta sẽ lấy là 4 mà chia cho 2/3. Rồi 4 chia cho 2/3 thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính này ra nháp nhé. 4 này chia cho 2/3, chúng ta sẽ lấy số 4 mà nhân với phân số thứ 2 đảo ngược chính là 3/2. Đến đây thì chúng ta sẽ lấy là 4 nhân với 3/2. Rồi 4 nhân 3 là bằng 12. Mẫu là 2, 12 chia cho 2 chính là bằng 6, đúng không? Và ở đây kết quả cuối cùng của phép chia này của chúng ta chính là bằng 6. Đơn vị là cái túi. Rồi, đến đây ta đáp số nhé. Là 6 cái túi. Rồi, đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3. Chúng ta cùng đi vào bài tập cuối cùng của ngày hôm nay. Bài tập số 4 là khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Cho 4/5 chia cho ô trống 1/5 bằng 1/5. Và số thích hợp cần điền vào ô trống là câu A là 1, câu B là 4, câu C là 5 và câu D là 20. Vậy thì phương pháp làm ở đây của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ gọi ô trống cần điền này vào là x. Thì ở đây là phân số, đây là x/5 đúng không? x/5 này đóng vai trò là gì trong phép chia nhỉ? Ở đây là đóng vai trò là số chia. Vậy thì ta tìm được số chia bằng cách là lấy số bị chia rồi chia cho thương. Ta dễ dàng thực hiện được phép tính chia 4/5 chia cho 1/5 đúng không? Sau khi tìm được thì ta sẽ tìm xem thử là ô trống cần điền này vào là số bao nhiêu nhé. Đây, bây giờ đầu tiên này là chúng ta sẽ gọi là giả sử này. Giả sử ô trống cần điền là x. Vậy thì ở đây này, x đóng vai trò là số bị chia. Vậy thì chúng ta sẽ có gì nhỉ? Ở đây chúng ta có này, chúng ta sẽ thay cái ô trống đấy là x. Vậy thì ở đây là 4/5 mà chia cho x/5. Rồi, kết quả của chúng ta là bằng 1/5. Đến đây x/5 đóng vai trò là số bị, là số chia. Chúng ta sẽ lấy là số bị chia
chia cho thương. Và đến đây chúng ta sẽ tính bằng cách là lấy hai phép chia này chia cho nhau, chính là nhân đảo ngược là 4/5 mà nhân với 5/1. Hai số 5 ở đây và số 5 ở đây rút gọn được cho nhau. Vậy thì kết quả của chúng ta ở đây chính là bằng 4, đúng không? Rút gọn hai số 5 này cho nhau. Rồi đến đây là x/5 mà bằng 4, thì ở đây các con chú ý này, x/5 có nghĩa là x chia cho 5 đấy là bằng 4. Vậy thì x đóng vai trò là số bị chia, ta sẽ lấy là thương này nhân với số chia là 4 này nhân với 5. Được chưa? Hoặc có một cách khác là các con có thể đưa số 4 này về phân số có mẫu là 5, xong rồi các con sẽ cho hai tử số bằng nhau cũng được nhá. Vậy thì ở đây là x sẽ là bằng 4 nhân với 5 là bằng 20. Rồi, 20 là kết quả của câu của đáp án nào nhỉ? À, đáp án D đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ kết luận là vậy này. Khoanh vào chữ D là 20, được chưa? Rồi, đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài tập cuối cùng của ngày hôm nay. Về nhà các con có thể tìm thêm những bài tập tương tự về phép cộng, phép trừ, nhân, chia các phân số. Và đặc biệt là ôn tập về tính chất nhân một số với một tổng này, tính chất nhân một số với một hiệu để thực hiện phép tính nhanh dễ dàng hơn nhé. Hẹn gặp lại các con vào các buổi học sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.